Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào khoảng 0 giờ 14 phút ngày hôm qua, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Trương Gia Khẩu, huyện Sương Hoa, huyện Vạn Tuyền và huyện Hoài An thuộc tỉnh Hà Bắc, tâm chấn ở vị trí 40,7 độ vĩ Bắc, 114,8 độ kinh Đông với tiêu cự sâu 14 km. Khi trận động đất xảy ra, một phóng viên của ChinaNews.com đang lướt internet ở cộng đồng Boyang, đường Xianggang ở trung tâm Trương Gia Khẩu thì đột nhiên tòa nhà rung chuyển một chút. Sau đó có người ở trong sân hét lên động đất và một số cư dân chạy ra khỏi tòa nhà để tránh trận động đất. Phóng viên sau đó đã liên hệ với trạm động đất Trường Gia Giới đang làm nhiệm vụ nhưng không thể kết nối được do đường dây đang bật. Vào khoảng 11 giờ 52 phút ngày hôm trước, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại Jiangbei và Shanxi, thành phố Yangjiakou, tỉnh Hà Bắc. Khu vực bị ảnh hưởng bao gồm 37 thị trấn thuộc 4 quận Jiangbei, Shanxi, Wangquan và Kaobao. Thảm họa đã khiến 49 người thiệt mạng, 11.439 người bị thương, gần 44.000 người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,39 tỷ nhân dân tệ. Cũng vào cùng ngày, mưa lớn đã đổ bộ xuống ở Thượng Hải với lượng mưa trung bình hơn 120mm. Cùng với mực nước sông Dương Tử dâng cao, hiệu quả của hệ thống kiểm soát lũ lụt và thoát nước đã giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng ngập úng trên diện rộng ở Thượng Hải và những con đường biến thành sông. Lái xe giống như lái một con thuyền, giống như trong một dòng sông sóng gió. Một đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy quận Suihui của Thượng Hải bị ngập lụt và ở các con đường trở thành sông, nước ở một số khu vực có thể ngập sâu đến cả mét. Quận Suihui là khu vực trung tâm của Thượng Hải và gần sông Hoàng Phố. Tuy nhiên, do mực nước sông Dương Tử và sông Hoàng Phố dâng cao, nước mưa không thể xả một cách hiệu quả, dẫn đến ngập úng trên diện rộng. Sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng, cho biết lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt hơn 120mm trong 6 giờ tới. Hiện tại, đỉnh lũ của sông Dương Tử vẫn chưa đến nên có thể dự báo thảm họa lũ lụt mà Thượng Hải phải đối mặt trong năm nay sẽ rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa gần đây và nước ở thượng nguồn, mực nước ở trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như hồ Đông Tinh và hồ Poyang đã tiếp tục dâng cao vượt mức báo động. Mực nước tại hồ Taihu đã vượt mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi đã nâng cấp công trình ứng phó khẩn cấp về thiên tai lũ lụt, hạn hán từ cấp 4 lên cấp 3. Lũ lụt đang diễn ra ở nhiều nơi khắp Trung Quốc đại lục. Trong những ngày qua ở tỉnh Quảng Đông, mưa lớn đã gây ra thiên tai lũ lụt ở thành phố Jingde nghiêm trọng và người dân không thể nhận được sự hỗ trợ. Cục Quản lý nước báo cáo rằng có 99 con sông ở Trung và lưu sông Tây Giang trong lưu vực sông Châu Giang và lũ lụt trên mức cảnh báo đã xảy ra. Trong số đó, sông Bắc Giang ở Quảng Đông và sông Lệ An ở Giang Tây có lũ lớn nhất kể từ kỷ lục đo đạc thực tế đến nay. Tỉnh Quảng Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, hơn 220.000 người trong tỉnh đã buộc phải sơ tán. Do mưa lớn liên tục và việc xả lũ từ các hồ chứa ở thượng nguồn thành phố Qingyuan, tỉnh Quảng Đông và những nơi khác đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy thành phố Jingde, Qingyuan, nhiều tòa nhà bị nước nhấn chìm, một số bị ngập đến tầng 3 chỉ còn phần mái. Cảnh tượng thảm họa lũ lụt thật đáng sợ. Một số nơi trũng ngập nước, cây cối bị nước lũ nhấn chìm chỉ còn thấy những tán cây. Bức ảnh chụp một cụ già đứng chờ cứu hộ trên nóc nhà bị ngập nước đã được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người rất lo lắng về thảm họa xảy ra tại địa phương. Người dân địa phương tiết lộ rằng chính quyền có ý định trấn áp các chốt chờ giải cứu. Cư dân mạng đã đăng trên Weibo nói không biết đã đăng blog bao nhiêu lần rồi. Những tìm kiếm nóng hổi bị đè xuống, các loại tin tức giải trí tầm phào thì để trên đầu. Hình ảnh những cư dân đang chờ được giải cứu mà thấy đau lòng quá. Mọi tìm kiếm nóng đều bị biến mất không còn dấu vết. Tệ hơn nữa, trạm sinh đê dòng chính của sông Bê Giang và ngày hôm nay, theo giờ địa phương đã tạo ra đỉnh lũ khoảng 36m. Đây là kỷ lục mực nước cao nhất kể từ khi xuất hiện lũ lịch sử năm 1915. Nhà chức trách cảnh báo cư dân của các tòa nhà dưới tầng 2, trong đó có tầng 2 và tầng 1 phải sơ tán ngay lập tức. Tính đến tối ngày hôm qua, các trường học ở quận Qingcheng, thành phố Jingde và quận Yangshan của thành phố Qingyuan đã ban hành thông báo nghỉ học.
Tại thành phố Jingde, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, nhiều nơi nước và điện bị cắt, tín hiệu điện thoại di động yếu, một số người dân mất liên lạc với gia đình. Tại Hồ Nam, lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi, toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa bị lũ cuốn trôi, cảnh tượng thật kinh hoàng. Trong một đoạn video do cư dân quay, người dân hoảng loạn la hét, nhà bị cuốn trôi, một tòa nhà nhỏ 3 tầng bị cuốn vào dòng nước xoáy. Trong quá trình đi xuống hạ lưu, nó còn đâm vào những ngôi nhà khác trên đường đi, khiến người dân địa phương la hét. Gần đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi, cho đến nay chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại tài sản được đưa ra. Thưa quý vị, vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, may mắn có khoảng hơn 1.000 công dân Trung Quốc được an toàn. Vào thứ hai tuần trước, một ngọn núi lửa ngầm ở Tonga đã phun trào và gây ra một chuỗi thảm họa sóng thần và tro bụi núi lửa. Những ngày qua, do thông tin liên lạc bị gián đoạn và các con đường bị phong tỏa do núi lửa và sóng thần gây ra, nên việc thống kê của chính phủ Tonga về thảm họa không mấy suôn sẻ. Kể từ khi vụ phun trào núi lửa ngầm và thảm họa sóng thần xảy ra ở Tonga, đường dây liên lạc của tàu ngầm Tonga đã bị hỏng và liên lạc với bên ngoài của Tonga bị gián đoạn. Tình hình thiên tai ở Tonga, đặc biệt là tình hình của công dân Trung Quốc ở Tonga, luôn là một chủ đề nóng được cộng đồng quan tâm. Về vấn đề này, Cao Xiaolin, đại sứ tại Tonga, đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với đài chính qua điện thoại vệ tinh vào ngày hôm qua. Đại sứ Cao đã giới thiệu tình hình hiện tại ở Tonga qua điện thoại. Nhìn chung, thiệt hại về tài sản là rất nghiêm trọng. Trong những ngày qua, không khí địa phương cũng chứa đầy tro núi lửa, có hại cho hệ hô hấp của con người. Do đó, chính phủ kêu gọi người dân tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt và đeo khẩu trang khi đi du lịch. Trật tự xã hội nói chung vẫn tốt. Sau khi núi lửa phun trào, Đại sứ quán tại Tonga đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp, tăng cường liên lạc với các cơ quan liên quan của chính quyền Tonga, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức Trung Quốc tại Tonga. Trên hòn đảo chính của Tonga có hơn 1.000 công dân Trung Quốc và nhân viên công ty. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và tất cả họ đều an toàn, sinh sống và làm việc bình thường. Do thông tin liên lạc giữa Tonga và thế giới bên ngoài bị gián đoạn, chúng tôi đã yêu cầu chính quyền Tonga hỗ trợ tìm hiểu tình hình của công dân Trung Quốc ở các đảo bên ngoài và tích cực hỗ trợ họ. Trong những ngày qua, chính quyền nơi đây đã đến thăm một số gia đình công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa và hỗ trợ họ những thứ cần thiết. Ngoài ra, vì chúng tôi không thể liên lạc với các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc, chúng tôi cũng thông báo về sự an toàn cho người thân của họ ở Trung Quốc thông qua các phương tiện thích hợp. Chúng tôi cũng muốn thông báo với khán giả trước TV qua cuộc phỏng vấn này rằng người thân và bạn bè của các bạn ở Tonga vẫn bình an vô sự. Theo báo cáo của Tổng công ty phát thanh truyền hình Anh BBC vào ngày hôm qua, chính phủ Tonga đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên sau khi núi lửa ở Tonga phun trào gây ra sóng thần. Thông cáo cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một số ngôi nhà đã bị phá hủy trên đảo chính Tonga Tapu và cho núi lửa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp nước. Vào ngày hôm đó, vệ tinh thời tiết Himawari 8 của Nhật Bản đã chụp được cảnh núi lửa Tonga phun trào với những đám tro bụi lớn và khí bốc lên và có thể nhìn thấy rõ ràng từ không gian. Các báo cáo cho biết các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi tro núi lửa. Các tình nguyện viên đã làm sạch đường băng tại các sân bay lớn để cho phép máy bay mang nước uống và vật tư cần thiết xuống mặt đất. Chính quyền Tonga cho biết Internet đã bị cắt nhưng một số dịch vụ điện thoại địa phương vẫn hoạt động và thông tin liên lạc đầy đủ đang được khôi phục. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chỉ có một quan chức sử dụng điện thoại vệ tinh để chuyển tiếp thông tin giữa cơ quan Liên Hợp Quốc và chính phủ Tonga. Thông cáo cũng cho biết sóng thần đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hàng chục ngôi nhà trên Tonga Tapu, hòn đảo chính của Tonga, cũng bị hư hại. Trong khi đó, các cuộc sơ tán đang được tiến hành trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, chính quyền Tonga cũng tuyên bố rằng các chuyến bay đã tạm ngừng hoạt động và các tuyến vận tải hàng hải bị gián đoạn. Vào 2 ngày vừa qua, theo giờ địa phương, ngọn núi lửa trên đảo Hongaha Haipai, cách Nuku'orapa, thủ phủ của Tonga khoảng 65 km về phía bắc, đã liên tục phun trào và gây ra một trận sóng thần, từng khiến mạng lưới điện thoại của nước này bị gián đoạn và đất nước rơi vào tình trạng mất liên lạc. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!